Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của em Vũ Thành nhá. Các bạn ơi, trước khi đến với video ngày hôm nay, các bạn đừng quên giúp anh kèm bấm một like video này, đăng ký kênh và xem quảng cáo để ủng hộ anh Vũ Thành và Tiểu Ốc Chút Tiền Ăn nhé. Cảm ơn những bạn đó rất là nhiều luôn. Vậy anh kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhá. Hôm nay anh lên chợ ấy, anh mua được một cây đèn các bạn ạ. Không biết đây có phải là cây đèn thần không? Trời ơi các bạn ơi, đó. Để xem nó có ra thần đèn không nha các bạn. Ui các bạn ơi, nó ra cái gì toàn khói với cả lửa ấy. Chết rồi, anh mua phải đèn pha ke rồi sao ấy. Đấy, trời sao bốc lửa khét nghi ngút đây vậy. Ốc đâu rồi ta, sao nay chả thấy ở đây đâu. Sao tí được kia đứng ở vườn cây nhảy múa kia. Ôi em bị thần kinh rung rinh đã phải đinh à. Sao lại ra vườn hoa chạy vòng quanh này. Anh Lê Quý Thành ơi, mau đến đây bắt bướm đi. Đâu có thấy con bướm nào đâu. Vừa nãy có rất nhiều bướm nhá. Thế mà anh đến Nam, bọn bướm nó sợ anh, nó thấy anh xấu quá, nó chạy hết rồi. Đừng có mà điêu. Trong Minecraft anh chưa thấy cái con bướm nào cả. Đây toàn ruồi với muỗi thôi. Em bắt ruồi muỗi đúng không? Điêu, rõ ràng là có bướm bướm. Nãy em thấy một con bướm bướm màu đỏ cam hơi bị đẹp đấy. Em có mà nói điêu thì có. Chả thấy cái con bướm bướm nào đâu. Đây, các bạn thấy không? Chả thấy cái con gì cả. Ở đây thấy mỗi cái con đần ốc. À rồi đấm anh. Không đấm anh đâu. Có con muỗi đậu vào mặt anh nè. Có con muỗi nè. Con muỗi gì mà em đập mấy phát nó còn chưa chết thế. Em đừng có mà điêu. Ôi có con muỗi đậu trên lưng. Con muỗi đậu ở lưng kia. Các bạn ơi, ốc lừa anh đúng không? Con muỗi mà bị đấm như thế nó chả bay đi rồi à. Nó còn làm gì mà đậu vào lưng anh nữa. Ốc nhá, em đừng có mà điêu. Anh đấm em đấy nhá. Đánh đời. Au. Đừng có mà cú lừa anh biết thừa. Ôi giời ơi, em có lừa anh đâu. Em nói dối thôi. À, bất kể cả mình các bạn ạ. Ốc toàn lừa dối anh thôi. Anh chèo thuyền đi chơi đây, không kiếm chơi với ốc nữa. Mà anh đánh em chạy mệt quá, có gì ăn không cho em với. Anh á, anh thì tất nhiên là anh có đầy thứ ăn rồi. Đây, cho em ăn miếng thịt này. Đấy, ăn miếng bít tết, xem nó có ngon phết không. Ồ, ok. Ngon, ngon, ngon quá. Miếng bít tết ngon phết. À thì anh bảo ngon mà. Bít tết á anh á, lâu lắm rồi đấy, từ tuần trước đến tuần này rồi mà. Ô điêu. Mà anh có biết không, bít tết còn có một tên gọi khác đấy. Là gì? Là bít stick. Ăn rất là thích. Bít stick cái đầu em ấy. Bít stick, stick là cái que mà. Cái em gọi là bít stick. Ăn rất là thích đấy. Ốc bị hâm rồi các bạn ạ. Đấy, làm gì có cái gì gọi là bít stick. Ô các bạn ơi, mình với ốc đang trong thế giới bảo vệ nhà. Tự nhiên bây giờ anh nhìn thấy cái bảng thông báo, nhìn thấy một cô gái. Wow, ngầu thế ốc. Wow, cô gái này xinh gái nhờ. Nhưng mà sao lại đốm giống cái con bọ rùa, bọ cánh cam ấy nhở. Ồ, đây là da thật của cô ấy hay là bộ quần áo nhờ? Không biết được, hình như là bộ quần áo hay sao ấy chứ. Ồ, như vậy là cô này là siêu nhân à? Nhìn giống kiểu siêu nhân điệp viên ấy các bạn ạ. Mà ông biết tên cô này là gì không? Em không biết được. Anh nghe nói như cô này tên là Ladybug. Wow, Ladybug. Còn em chính là Lady Ốc à. Em là Lady à? Em là đứa ngu si thì có Lady gì. Nhưng mà cô gái này không biết hôm nay đến đây làm gì? Hay đến đây làm quen với anh à? Ủa tất nhiên rồi, anh cũng nghĩ thế, anh đẹp trai nhất trời đất như này mà. Cô ấy đến làm quen là đúng rồi. Các bạn gái còn thi nhau đến làm quen chứ. Đẹp trai thật là vui ghê. Tại sao mình lại đẹp trai thế? Dân châu Á đã đi vô ba. Hai tay tao phi đô la. Mấy em gái phải đứng xếp. Trời ơi, bên này nó bị ảo tưởng sức mạnh. Lát nữa cô này đến á, không phải là làm quen với anh đâu, mà là tiêu diệt anh á. Sẽ đánh cho anh á bớt ngu si ngay. Còn lâu đi, anh thông minh nhất hành tinh. Làm gì có ngu si, em chả biết cái gì hết. Wow, thế đây là quý cô bọ rùa. Quý cô bọ cánh cam hả ốc? Đúng rồi đấy. Thế là quý cô bọ cánh cam lại đến tấn công ngôi nhà của chúng ta. Chắc là đến đấm vỡ mồm ốc thôi. Vì ốc xạo xạo. Đấm vỡ mồm anh đầu tiên nha. Ôi các bạn ơi, Lady Ốc đấm vỡ mồm anh Bê Quy Thành rồi. Bê Quy Thành chỉ giỏi ăn vạ thôi. Anh không ăn vạ nữa đâu. Rồi để em mở những chiếc rương bên dưới này để xem nay người ta cho tụi mình những cái đồ gì để chống lại quý cô bọ cánh cam. Rồi wow, nhiều đồ quá. Lấy đồ nhanh. Không, ốc lấy hết các bạn ơi. Lấy nhanh đi. Không, ốc lấy hết đấy. Em thèm vào cái đồ của anh.
Em chả thèm mà. Ốc thèm đồ của anh ấy các bạn ạ. Ốc nói thế rồi, ốc thèm lắm đấy. Wow, anh nhiều đồ các bạn ơi. Đầu tiên sẽ mặc bộ quần áo của anh hôm nay vào. Wow, các bạn ơi, anh đã trở thành chiến binh đầu chó. À đâu, đây không phải là đầu chó, đây là đầu con gì các bạn ạ? Ôi dồi ôi, đây này nhìn như thổ dân 1000 năm về trước ha. Thổ dân cái đầu em. Anh á, là băng chủ băng cái băng. À đâu, cái băng là bọn ăn xin, không phải. Anh không phải băng chủ băng cái băng, mà anh là chiến binh siêu ngầu. Wow, chiến binh siêu ngầu nhìn rất là buồn rầu. Rồi, xem ốc nào. Ui rồi, ốc phi hành gia. Phi hành gia thì phi hành gia còn hơn đội cái đồ thú như của anh. Trời ơi, đồ của anh á là đồ 1000 năm trước tắc răng mới mặc thôi. Bây giờ là người hiện đại thời kỳ 4.0, chả ai mặc cái bộ giáp đấy hết. Em chả biết gì hết, mặc này mới ngầu. Bây giờ em thử mặc cái này đi ra đường xem, ai cũng nhìn hết. Mình sẽ trở thành người nổi tiếng idol. À, người ta cũng nhìn vì người ta tưởng anh là đứa thần kinh ấy. Em phải lấy kiếm cho anh đánh là anh bớt thần kinh nhá. À. Ôi, em thấy mát không? Cũng hơi hơi ấy. Tất nhiên là mát rồi. Trên tay anh đang cầm một cây quạt mà. Ôi giời, cây quạt này thì có cái chức năng gì? Quạt mát à? Ôi giời, đi tiêu diệt quái vật là phải cầm vũ khí. Cầm quạt để làm gì? Cầm quạt để trông cho nó oách. Bốn công tử, ta là bê quý thành nhập cho anh nha. Trời ơi, chả có tác dụng gì hết. Như em này phải có kiếm và phải có cả súng nữa. Wow, khẩu súng của ốc dài thế. Khẩu dài lắm, MK-14 bắn tương vỡ mồm ngay. Nhìn em bắn con la kia nhá. Hẳn nhòm luôn nhá. Đâu, sao bắn mãi chả chết đấy. Ôi dồi ôi, ốc bắn súng này thì chết rồi các bạn ạ. Em bắn này này nó lên lên trời anh ạ, em chưa dùng quen. Ôi dồi ôi, đấy. Đưa súng cho con gái là một tội ác các bạn ạ. Bắn toàn hụt, đấy. Ừ, thế anh có súng không anh nói? Nhìn đi, anh có súng AK-47 siêu ngầu. Một khẩu súng cực kỳ nổi tiếng, chắc ai cũng biết đúng không các bạn? Nhìn anh này. Ái giả kinh đấy. Thấy gì chưa? Anh bắn chết cái con la kia chưa? Ngầu chưa? Đấy mới gọi là cao thủ xạ thủ bắn súng. Ai như em, giữa ống nhòm nên bắn toàn hụt. Ơ, đấy là em chưa quen thôi. Nếu mà em không cùng dùng quen súng thì em cầm cái rìu này em bổ vào người quái vật nè. Wow, ốc có quả rìu siêu to khổng lồ thế. Anh cũng có nhưng mà rìu của anh bằng rìu sắt. Trời ơi, rìu sắt chỉ có đi bán sắt vụn thôi. Rìu vàng nó mới hoành tráng. Rìu vàng đi bán vàng vụn. Ôi, bán vàng vụn chả tốt à. Vàng vụn á, mình giàu sụ luôn. Ừ, tại sao người ta cho anh rìu sắt dởm hơn rìu vàng các bạn? Mà trong mặt cái đáp hình như là rìu vàng dởm hơn đúng không các bạn? Rồi ok, ở đây còn có con rau bầu nha. Đấy, ốc thấy anh ngầu chưa? Em thấy anh cũng ngầu nhưng mà đây là cái gì? Đây là con rau bầu hay sao ấy? Không, em hỏi là tay em đang cầm cái gì? À, hình như là quả táo địa ngục hay sao ấy, đúng không? Đấy. Quả này ăn được không? Ăn thử xem, ăn chết biết liền mà. Không ăn được. Không ăn được à? Hay là bụng em nó? Ờ đúng rồi, bụng em no. Bụng em no mà em vẫn muốn ăn. Chết rồi. Nhịn thì đẹp nhưng mà ăn thì lại no. Ăn thì lại ngon. Em chả biết cái gì cả. Rồi ok, xem con dao bầu trên đây này. Đấy, khoe nãy giờ mà ốc chưa nhìn thấy à? Hả? Ờ, ốc không thèm nhìn. Anh đã trở thành ốc bán thịt heo. Bán thịt heo ốc. Ờ, mày đừng có mà đánh em nhá. Em là con heo còn gì để anh mổ thịt mang ra chợ bán. Ờ, không được, không được, không được. Đấy, ở đây còn có cái khiên này, cái kiếm màu xanh cực kỳ ngầu này các bạn ơi. Đấy, em thấy chưa? Kiếm màu xanh luôn nhá. Ôi trời ơi, em nhìn Bê Quy Thành mà em chỉ muốn đi ngủ thôi. Sao lại đi ngủ? Anh ngầu này mà đi ngủ. Anh ngầu này là phải ngắm, em chả biết gì hết. Cái khiên siêu to đấy. Ôi giời ơi, nhìn Bê Quy Thành chán ngắt. Hai, làm sao ngầu bằng em được? Bực hết cả mình, ông cứ chê anh Bê Quy Thành nữa các bạn ạ. À, các bạn có thể anh ngầu không hay bình luận phía dưới video nhá. Anh là anh thấy anh ngầu như đoàn tàu đang chạy luôn. Đấy, hôm nào cũng ngầu như đoàn tàu luôn. Rồi ok, để anh mở trước rương thứ hai xem nào. Mà từ từ đã. Ốc thích xạo. Ốc thích xạo không? Khói mù đi. À, tránh ra, tránh ra. Đừng có mà đùa, em chạy ngay.
Haha, ốc chạy rồi các bạn ơi. Ý, rồi ok, anh sẽ... À cái gì ạ? Ốc nhá. Sao em lại đùn anh vào đám khói đấy? Haha, chết chưa? Đấy là anh tự làm tự chịu. Vào lâu đi, làm xương khói phôi phai đưa bữa ai đi rồi, đưa bữa ốc đi rồi các bạn ơi. Ok, từ từ đã các bạn ơi. Ốc ơi. Wow, một bạn khỉ à? Đúng rồi, một bạn khỉ rất là xinh, trông như con yêu tinh ấy, nó sao lại có mặt trắng trắng này các bạn? Ồ, úi dồi ôi, nó đang cười nè. Nó bảo, ê, cái con ốc ngu ngốc, mặt xấu xấu lại còn đầu gấu. Điều, ủa bạn này rất là xinh nhá, tuy là nhìn mặt hơi trắng. Đây chắc là một loại khỉ là tên là gọi là khỉ mặt trắng. Ờ, con ốc là một loại khỉ là khỉ đít đỏ. À, rồi, ốc thử không thử đấm nó cái, em xem em tỉ thí võ công với nó đi. Cái gì mà đấm bạn khỉ đấy á? Ờ, em thử đấm nào, tỉ thí võ công với nó nào. Hey yo, Chiboso. Rồi. À, nó cũng đánh em nữa. Rồi các bạn ơi, các bạn đã được xem trận đấu giữa hai con khỉ đánh nhau. Đánh nguyên hè, chết đi. Wow, ốc dùng cây kiếm may mắn chém nó phát, nó mắc vào tơ nhẹ xong bây giờ lửa cháy, nó đã sắp biến thành khỉ nướng rồi. Nào, làm sao mà đỡ được với em? Wow, úi rồi. Các bạn dự đoán ai sẽ là người chiến thắng? Mày à, tao thêm bắn mày. Rồi, các bạn ơi, ốc bắn mãi mà nó chưa chết luôn. Hết đạn, sorry. Đạp đạn vào. Rồi. Mày à. Wow, vậy là cuối cùng khỉ đít đỏ ốc đã chiến thắng khỉ khỉ màu xám rồi các bạn ơi. Mày không phải khỉ đít đỏ. À, thôi. Để mày đặt Lucky Block ra đây để hai đứa cùng đạp nào, nhanh lên kiếm thêm đồ. Rồi các bạn ơi, xong một hồi đã đặt hết những Lucky Block đây rồi. Bây giờ anh với ốc cùng đập, mà ốc đâu rồi ta? Trên cành cao chim hót, chiến chiêu đi với người yêu. Bao đại nhân đứng đó, nhìn giơ hai tay ra chào. Đá bóng với đá cầu, nhảy dây bắn bi trốn tìm. Ôi em dưng tuyệt vời, nhưng mà em vẫn chơi luôn. Ồ! Ok. Em đúng là giọng ca vàng trong làng hát rở. Anh đã bảo bao lần rồi, đừng có mà hát nữa. Suốt ngày hát, hát như tát vào mặt các bạn ấy. Các bạn nghe giọng hát của em về, các bạn không dám nghe người khác hát nữa thì chết. Điều, đây chỉ là em giả vờ giấu tài thôi. Các bạn nào mà theo dõi kênh TikTok của anh đã từng nghe thấy em đàn ukulele và hát hơi bị ngầu đấy. Wow, thế á? Thôi được rồi, đập Lucky Block đi. Anh vừa đập ra... Úi, trời, đập luôn hả? Em đập rồi, con cái kia chính là cái xui xẻo đấy, anh đập đi. Còn lâu đi, không đập cái xui xẻo đâu, để cái xui xẻo đấy lại các bạn ạ. Rồi ok, xin đập Lucky. Anh đập Lucky Block Naruto. Ôi sao anh đập hai cái một lúc không được, cái này là cái của anh mà. Wow, pháo hoa đẹp Melly. Yeah. Rồi ok, em đập đây đi. Đây cứ thành nhát chết. Anh nhát chết, em không nhát chết thì em đập đi. Anh đập đi. Anh nhát chết mà. Đúng mà đồ nhát gan. Cục tắc. Vâng, gà mẹ ốc đã có một bầy gà con rồi các bạn ạ. Em còn cản được cả vàng ấy nè. Ừ, vàng đấy là của anh đấy, chẳng qua anh cho em thôi. Rồi, để mày đập Lucky Block này. Hi. Bùm 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 bùm. Ôi anh có cái gì mà anh đập nhiều thế, anh được lọ thuốc may mắn à? Tất nhiên rồi, wow, kinh nghiệm. Wow, thật là xịn sò các bạn ơi. Ông đâu rồi ông? Kinh nghiệm kìa, nhưng mà anh đập vào những chỗ linh tinh em chẳng còn thích. Ơ, cháy rồi. Ông ơi, lọ thuốc may mắn này. lòng quái vật qua các bạn ơi, anh ném lọ thuốc may mắn mà thành lọ thuốc đen đủi mất rồi. Trưởng. Có quái vật đây. Có con nào nó cứ bắn em nhở? Bọn này tuổi gì so với anh? Anh là xạ thủ bắn súng. Cái gì đéo sao lại đánh anh? Em đánh lung tung. Anh quá là đen đủ xui xẻo luôn. Nhìn anh xem cái bãi đập Lucky Block của mình như cái chiến trường rồi.
đấy không phải là chiến trường, đây là đại chiến trường rồi. Ok, ốc đập Lucky Block đây. Đập thì đập. Ui dồi ôi, ốc đập ra được một anh người yêu đầu hói dân làng. Đấy, tỏ tình với ốc luôn. Ồ à. Ờ, còn hơn là yêu Bê Quy Thành, một đứa nhát gan chả dám đập Lucky Block. Ừ, còn hơn đập Lucky Block đấy cho mà chết à, các bạn nhớ. Rồi ok, anh sẽ đập Lucky Block này. Ôi dồi đấy, nhát gan, có một gói kim cương cũng chạy xa tít một tắt. Rồi, thế ốc đập đi. Được rồi, em sợ gì mà em không đập, đây nè. Rồi, đứng yên ở đấy. Nào, đứng yên ở đấy. Này thì không nhát gan này, may là còn chạy đấy, không là nổ banh xác rồi. Nhưng mà đấy là em không biết. Còn anh á, anh biết cái này là xui xẻo rồi mà anh chả dám đập, đấy chỉ là nhát gan này gì. Không cần biết, em thấy TNT nổ xem lại chạy. Em chạy là em cũng nhát gan rồi. Ok, sẽ đập Lucky Block này. Wow, được một cái quần với một cái rock kim cương. Quá xịn luôn. Ui, em đập ra zombie mặc giáp kim cương này. Wow, con này nó mạnh lắm đấy. Ui, ốc chém phát nó bay xuống dưới núi luôn các bạn. Ôi trời ơi, goodbye, he hope never die. Rồi, anh giết chết nó rồi. Ok, anh sẽ đập Lucky Block này. Được một cây cung. Nhưng mà lại chả có tên để bắn. Rồi, em đập tiếp đây. Ui, quái vật, chạy. Đấy, ốc cũng rất là đen đủ luôn các bạn ạ. Đập toán ra quái vật còn chê anh. Mà chết con quái vật đi các bạn ơi. Ai ạ, à, ui các bạn ơi, cái tên của nó mạnh thật sự luôn ấy. Nó bắn anh bay xuống tận dưới này luôn. Rồi, tuổi gì sánh vai, ok fine. Bên Quý Thành ơi, em đập cái Lucky Block xui xẻo của anh rồi. Được cái gì đấy hả ốc? Chả cho biết . Cái gì chả cần biết . Thôi các bạn ơi, bây giờ anh đi vào trong nhà đây. Rồi, trốn nhanh lên. Quý cô bọ rùa sắp đến rồi. Ô ô la la, đường cong anh đây mà, xích chi nấy đi. Ô ô yeah. Mà ốc đổi ta. Có thể đứng ở đây mà. Rồi ốc ơi, sao lại ngồi trên bồn cầu này? Em nghĩ thế là ngầu à. Suýt, em đang đi tè. Anh cả đi tè đây. Ui dồi, em không biết xấu hổ à. Mà đi tè thì mặc bộ quần áo giáp này. Em lừa anh đúng không? Em ngồi tí cho đỡ mỏi chân. Đứng đợi mãi giờ phải có chỗ ngồi. Mà anh biết đấy, em lúc nào cũng giữ bồn cầu trong người. Nên em lôi bồn cầu ra ngồi tạ. Ôi rồi các bạn ơi, đấy. Siêu nhân ngồi bồn cầu, đó chính là ốc. Để em đập cất đi đã. Thôi, còn mang theo bồn cầu trong người nữa. Em không lo là nặng người à? Thế thì làm sao tiêu diệt được quái vật? Ờ đúng rồi, mà anh nhìn này, có một cái cột máu ở trên đó. Bây giờ chắc là Ladybug đã đến rồi. Ờ, để anh ngó xem nào. Đâu, chưa thấy nhỉ? Thôi trèo nóc nhà nhìn cho rõ đi ông ơi. Đi. Ui, ông ơi, em nhìn cái bảng thông báo kia, ốc kìa. Ôi dồi ôi, người nó như cái que đấy nhở. Ây xời ơi, trông oách xà lách thế mà người như cái que. Lúc nãy em gáy là em sẽ ra trước mà. Đấy, ra trước đi. Đây hình như là Ladybug kiểu gì. Ui, nãy là quay lưng về mình. Mà em lại cứ tưởng quay mặt. Ôi dồi ôi, Ladybug ngực lép đúng không? Trước sau như một, em tưởng là quay mặt hóa ra quay lưng. Trời ơi, em khác gì đâu. Lao ra tiêu diệt Ladybug ấy. Lúc nãy gáy ông cơ mà. Gáy thì gáy chứ sao. Em tiêu diệt là được chứ gì. Em sợ đếch gì mà em không tiêu diệt. Trời ơi. Các bạn ơi, anh lừa được ốc lao ra đấy rồi. Để xem lấy đâu bức có đánh ốc không nhá. Hello. Này nè ta... À nó mắc bẫy. Yeah. Anh thấy em ngầu chưa. Kính đấy, ốc kính đấy. Lao đã chém thanh kiếm may mắn, làm cho nó xuất hiện tơ nhẹ, làm chậm lên được bắc. Đấy, kính ơi, cầm súng luôn. Để em bắn nó nha. Ui, hết đạn. Đợi tí, để tao nạp đạn đã rồi mày hãy thoát ra nha. Được rồi, tao nạp đạn xong rồi, chờ tí nha. Đấy rồi, đâu? Bắt đầu. Đấy, chuẩn vãi trưởng luôn. Ông ơi, chạy ra ném lựu đạn đây, nổ đây. Sao anh lại ném lựu đạn? Thì nó đang mắc bẫy mà, phải ném lựu đạn vào chứ. Thanh kiếm may mắn của ta sẽ đánh ngươi. Ông tránh ra, anh lại ném lựu đạn này. Nó bị mắc kẹt rồi, Bê Quy Thành ơi, thật là vui. Trời ơi, ốc là đã dùng thanh kiếm may mắn chém phát nó mắc kẹt rồi à? Ui, thế thì sợ đấy kì nhờ các bạn nhờ. Nó thoát rồi. Trời ơi, nó thoát rồi đây.
Ông ơi, mau để anh sẽ dùng quạt gió thổi cho em mát. Điên à, mau dùng quạt thổi cho nó bốc cháy ngút ngút luôn. Ui, đừng đừng, bây giờ người bốc cháy là em. Đừng lấy quạt thổi kéo em cháy đen thui. Ok ok, rồi, để em xem nào, anh có vũ khí gì nữa không? Nhiều lắm mà. Đây đây đây, thanh kiếm may mắn màu xanh nào. Ui, ốc chéo nó bay tít bầu trời luôn. Không được bắt nạt đâu, bắt nạt ta đây này. Thanh kiếm xanh nè, yeah. À, các bạn ơi, em có lựu đạn. Ném đi không? Ui, em ném lộn. Rồi các bạn ơi, nó đấm vào người tụi mình là làm tụi mình cháy luôn đấy. Không được bắt nạt đâu, ta chém người. Anh ơi, lựu đạn của em xịt rồi. Dùng dao bầu mổ thịt ngươi, cái con bọ cánh cam này. Chết đi. À các bạn ơi, nó đánh ngay. À, ui ông ơi, sao ngoằn cụt tỏi ơi. Cứu viện, Bê Quy Thành đã đến. Ui các bạn ơi, nó mạnh thật sự luôn đấy. Rồi, nó mắc bẫy tiếp rồi. Hay lắm ông ơi. Rồi, ta sẽ kết liễu ngươi. Tại sao ngươi lại đến đây tấn công ngôi nhà tụi ta? Em sẽ liên tục chém nó. Ui dồi ôi, em cháy quá. Ông được bắt nạt ốc. Bắt nạt ta đây này. À không, bắt nạt ốc ấy, đừng bắt nạt ta. Đi em đi. Ui ôi, ui ôi, các bạn ơi, ốc liên tục chém ra tơ nhện khiến con Ladybug này nó mắc tơ nhện. Đúng là kiểu mấy cái con sâu bọ mà gặp tơ nhện đúng là rất là khổ các bạn nhỉ. Ui em súng hết đạn à, ông ơi nó đánh anh, lùi lại đi ông ơi. Này nè. Dạ anh xấy súng, ui ui. Ui. Nó đâu? Đây đây đây, nó đang sau em, nó đang sau em. Dê. Ui các bạn ơi, xong hồi chiến đấu cực kỳ là ác liệt. Anh Bưu Thành và Triệu đã tiêu diệt được cô nàng cánh cam. Nhưng hình như đây là phiên bản pha ke sao chứ? Sao tới đây tấn công ngôi nhà tụi mình? Ờ đúng rồi đấy, em thấy phiên bản này xấu quá. Chắc chắn không phải là phiên bản real rồi. Rồi, chả biết nữa. Rồi các bạn ơi, nó cứ tấn công ngôi nhà tụi mình là tụi mình sẽ tiêu diệt ai cũng vậy. Đều là kẻ xấu hết, đúng không? Rồi, và có lẽ là bây giờ anh Quân Thành và chị Ốc sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Bye bye. Bye bye. Kiểm tra không bao giờ sai, hip hop never die.